viên của Vương quốc Bỉ. Tôi tập thể các bạn là sinh viên K63. Tôi mới đến và nhìn thấy một cái không gian rất là tuyệt vời với sắc trắng và tím của những cỏ mai, và trên này cũng thấy những cái màu sắc mà cũng đi gam xanh và trong màu hồng tím rất là nổi bật. Tôi thì là người học rất là kém tiếng Anh, học mãi tiếng Anh rồi nhưng mà cứ như kiểu những người mà trèo lên cây xong rồi nó lại tụt xuống ấy. Sau một thời gian không học nữa thì nó lại tụt xuống như là những cái người trèo cái cối mỡ. Tôi rất buồn, tôi định hỏi chuyên gia tiếng Anh bên cạnh tôi là cô Ngô Thanh Mai, là cái chữ Fly High hoặc Fly Away thì nó như thế nào. Thì tôi với một bọn tôi cứ dịch theo thành ngữ rất là kém nhở, cứ dịch thế này đi, tức là hình như là bay cao bay xa đúng không, bay cao bay xa đúng không, tôi đúng thế không ạ? Nhưng mà tôi lại hướng điện nó ra thì câu khác là Fly Away hoặc Fly High là đường xa mới biết là ngựa hay, đường dài biết ngựa hay. Tôi sẽ chuyển cái thành ngữ Fly Away và Fly High là đường xa mới biết ngựa hay. Các em đã có 4 năm ở khoa công tác xã hội, cái hành trang mà các em có được trên các phương diện kiến thức kỹ năng, rồi như là thầy viên có nói trước khi chúng ta chính thức trở thành sinh viên của khoa công tác xã hội, và bây giờ thì các em không còn là sinh viên nữa, các em đã trở thành cử nhân khoa học của ngành công tác xã hội rồi. Tất cả các bạn ở dưới này thì là sinh viên của ca chúng ta thì đều tích cực tham gia các hoạt động phong trào đoàn thanh niên, các hoạt động của tuổi trẻ trong suốt 4 năm. Tuy nhiên các bạn là những người gọi là xuất sắc nhất, điển hình hơn, để đại diện cho tất cả các bạn của ca sống lên lên đây để nhận những cái phần thưởng, sự ghi nhận của các thầy cô trong chi ủy ban vừa qua và toàn bộ phòng tác sự dành cho chúng ta. Xin mời tất cả các bạn ở phía dưới, các bạn dành một tràng vỗ tay để gọi là cổ vũ và khích lệ cho các bạn thành viên trên này. Và hy vọng rằng 4 năm chúng ta có những cái trải nghiệm rất là thú vị ở qua công tác sổ. Đúng không ạ? Thì các em tới đây, các em sẽ bước vào cuộc đời với tư cách là một người tốt nghiệp khoa học của ngành công tác sổ. Một khoa rất là sôi động, một khoa có rất nhiều trải nghiệm rất là hay. Với hoạt động đoàn thanh niên, sinh viên rất là phong phú, rất đa dạng, luôn luôn là nổi bật của trường sông nội, thì các em cố gắng phát huy cái tinh thần của tuổi trẻ đó, mãi mãi giữ một cái bầu nhiệt huyết. Chúng ta biết rằng là bác Nguyễn Thiện Nhân, chủ tịch Trung Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bây giờ vào trong thành phố Hồ Chí Minh, đã là bí thư thành ủy Hồ Chí Minh, và ngày hôm kia ở bác thứ 6, bác có mặc một cái áo, bác cái năm nay cũng 6 năm sau tương tuổi đó, bác mặc cái áo thanh niên, đúng không? Thanh niên tình nguyện Việt Nam. Thì biết là như vậy là cái chất thanh niên, chất tình nguyện, chất tự nguyện đấy, nó không có tuổi, nó sẽ đi chúng ta theo suốt cuộc đời này. Thì thầy mong là chúng ta sẽ giữ mãi cái bầu nhiệt huyết đó. Và chúng ta nên nhớ một cái câu thầy cũng rất hay là cái người thân mật nhất với mình, quan trọng nhất với mình, gần gũi nhất với mình là cái bóng của chính mình. Nhưng trong đêm tối khi không còn ánh sáng nữa thì ngay cái bóng ấy nó cũng bỏ chúng ta đi. Vì vậy chúng ta cần biết thắp lửa khi mà chúng ta đã không có ánh sáng. Đấy là điều thầy gửi gắm đến tất cả chúng ta. Rất chúc tất cả chúng ta luôn luôn thành công, luôn luôn nhiệt huyết và sẽ đem lại nhiều niềm vui cho cuộc sống, cho xã hội và cho chính chúng ta. Chúc mừng ngày. Thank you.
现在的掌握在你们。